Xin kính chào các bác. Em tiếp tục test một clip theo yêu cầu của khách hàng. Test đã gửi đến khách hàng bộ loa karaoke gồm có đôi loa Bose 201 301 series 2. Bose 301 series 2 và chiếc âm ly Jungwoo 506G. Báo cáo bác đấy là đây là chiếc âm ly Jungwoo 506G. Mà chiếc âm ly này em đã test 2 tháng nay cho bác rồi, bởi vì em cắm ở đây để em nghe trước Tết, em hát từ trước Tết cho các bác để các bác hát ở ngoài này giao lưu thỉnh thoảng Tết nhạc 506G. Nên con đi là quá vô tư nhé. Ở đây là đôi bốt 301 series 2 của bác. 301 series 2 của bác chủ. Đây. 301 series 2 của bác chủ. Đây cái nắp trên này. Sau đây em sẽ bắt đầu test cho bác một vài bác về nhà đây em test tạm ở ngoài trời nên là cái chất lượng âm thanh nó không được tốt lắm. Về trong nhà bác sẽ test nó hay hơn. Em thử luôn nhá. Em thử luôn. Bằng chiếc mic này của bác luôn. Bác lấy mic tầm rẻ tiền, gọi là vừa hát thỉnh thoảng hát nghe nhạc là chính. Đây. Đây em đang đánh với bác với con lục ly 506 ở đây luôn nhá. Đây chính con này luôn. Alo, alo 1 2 3. Đánh nó luôn. Em sẽ test thử một đoạn karaoke. Thank you.
đấy nha, theo yêu cầu của bác nha. Em quay đôi loa nào và âm đi là em gửi đúng âm đi đấy cho các bác. Mà để cho nó dễ luôn thì em đánh dấu luôn cho các bác cho nó dễ. Có đợi em chút. Em còn đây bút xóa đây. Em ngoằng ngoằng mấy chữ cho các bác đánh dấu luôn cho các bác cho nó dễ nhé. Bởi vì là không cái vết bút nào giống cái nào cả. Được chưa? Này, em quay ra đây. Em đợi tí nha, loa của bác đây nhá. Nghe nhá. Rồi. Em cứ ký linh tinh đấy cho các bác nó thoải mái, khách hàng nhiều lúc các bác nó không thoải mái. Này. Con này thế này. Đấy. Âm ly đây. Âm ly của bác đây. Bác nhớ nhá. Đây, âm ly này. Em nhớ này, đây này. Một tí nữa em biết mà tóm lại yên tâm đi. Không ở đâu.